thì không được. Cho nên là bây giờ hay là mình cứ mời cô dâu chú rể ra để cho chúng nó được chứng kiến cái giây phút mà tất cả mọi người chưa ăn uống gì, chưa ai say gì, vẫn còn đang rất tỉnh táo, phải không công các bạn? Và mình cứ mời cô dâu chú rể ra đi để cho chúng nó nhìn thấy những ánh mắt, những tình yêu thương của tất cả mọi người dành cho hai đứa trong lúc còn đang rất tỉnh táo. Ban nhạc cứ chơi một cái gì ấy nhẹ nhẹ đi cho nó có tí âm nhạc. Xin cảm ơn ban nhạc mình. Một tràng pháo tay cho Hạ Long Band. Đây rồi, cô dâu chú rể. Cô dâu chú rể đang ở trong này hả? Vậy thì khi mà ông hát thì hai đứa cứ từ từ tiến ra nhé. Cô dâu đâu? Vẫn chưa ra. Bây giờ có mỗi chú rể. À, cô dâu ở dưới kia. À đi ạ, cô dâu kia. Rồi, ok. Thế là tức là bố của cô dâu sẽ dẫn cô dâu đi từ dưới lên. Đấy, cho nó hoành tráng. Và chú rể sẽ ở trên này đi từ từ cùng với ông để đón. Xin.
Cảm ơn tất cả các ông bà, anh, cô bác và các anh chị cùng tất cả.